Vừa mới đây thôi, tiểu quận chúa cầm kim cao hơn cả mình, lại đuổi Tam ca đầu heo đi. Ta không xuống đâu, Tam ca sẽ đánh ta mất. Y ngoan, ta sẽ bảo vệ muội. Lão Tam không dám đánh muội đâu. Thật sao? Hắn dám đánh muội, ta sẽ đánh hắn. Báo thù cho muội. Huynh nhốt Tam ca trong phòng ngủ, không cho hắn ra ngoài. Muội sẽ xuống bắt Tam công tử, không cho hắn bước ra ngoài nửa bước. Lão Từ, ngươi dám phạm thượng, ngươi tuổi già lú lẫn, ngươi tin không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi vương phủ. Đại công tử Tiêu Cảnh Nghiệp 10 tuổi tổng quân, ba huynh đệ còn lại ở vương phủ từ nhỏ, võ công đều không hẹn mà cùng giấu kín. Tứ ca đón y xuống rồi. Tứ ca thật lợi hại. Y, trèo cây nguy hiểm lắm, từ nay không được trèo cây nữa, nhớ chưa? Tứ ca, muội chỉ không muốn bị Tam ca đánh. Nếu Tam ca đánh muội, cha mẹ nhất định sẽ đuổi Tam ca đi. Muội không thể để Tam ca rời khỏi nhà. Tiểu quận chúa lúc nào cũng nghĩ cho Tam công tử. Thật quá tốt bụng rồi. Tam công tử sao có thể đối xử với tiểu quận chúa như vậy? Y thật giỏi. Y thật tuyệt. Ngươi không nhận y, ta nhận. Ngươi dám làm tổn thương muội một sợi tóc, ta sẽ không nâng tay. Ta sẽ ra sinh ra trước ngươi một khắc. Ta sợ ngươi à? Nhà này có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Cút về đông cung của ngươi đi. Đây là nhà ta, sao ta phải cút đi? Tứ ca, Tam ca, hai người đừng cãi nhau nữa. Ai là Tam ca của ngươi? Ta thì ta không có muội muội nào có sức mạnh trời sinh như vậy. Y, chúng ta đừng để ý đến hắn. Tam ca bị muội đánh thảm rồi, rất đau nên mới tức giận. Tứ ca, đi cùng muội tìm Tam ca đi. Muội sẽ chữa trị cho Tam ca. Y, muội muốn chữa trị cho hắn, để hắn đau chết đi. Muội đã đánh Tam ca, nên phải chữa trị cho huynh ấy. Dung nhan tuyệt thế mà ngay cả nữ tử cũng phải ghen tị, cứ thế mà hủy hoại. Tam công tử sao lại bị thương nặng như vậy? Cao Mụ Mụ biết được nhược điểm của Tiêu Cảnh Nghĩa, lại còn an ủi và quan tâm, khiến hắn thêm phần đau lòng. Cao Mụ Mụ, chỉ có ngươi đối tốt với ta. Nói thật lòng, lão nô từ lâu đã coi Tam công tử như con mình. Tam công tử bị thương như vậy, lão nô đau lòng lắm. Cao Mụ Mụ, ta đói rồi. Được, được. Người thích nhất mì bò do lão nô làm. Lát nữa lão nô sẽ mang tới. Tam công tử, lão nô nhắc nhở ngươi. Tứ công tử và quản gia hứa rất quý tiểu quận chúa, ôm trong lòng sợ rơi mất, nâng trong tay sợ tan mất. Dù người không thích tiểu quận chúa cũng không cần phải, phụ vương và mẫu thân cũng chưa nhận nó. Con bé ấy tính là tiểu quận chúa gì chứ? Lão nô cũng thấy tiểu quận chúa không chính trực. Hắn rất thông minh, toát ra vẻ tà khí, không phải là đứa trẻ bình thường. Tứ công tử, lão nô không biết nhiều chữ, tầm nhìn hạ hẹp, có lẽ lão nô nhìn ít thấy lạ. Đúng sao ta có thể thua một đứa trẻ 5 tuổi? Con bé ấy có sức mạnh trời sinh, nhất định là quái vật. Tam công tử ghét tiểu tiện chủng đó, thật là trời giúp ta. Tiểu tiện chủng, ngày mai ta sẽ tự tay đuổi ngươi ra khỏi vương phủ, rồi sẽ xử lý ngươi bên ngoài. Vẫn chưa chết à? Đây là phòng ngủ của ta. Quái vật cút đi, gọi ta là quái vật lần nữa, ta sẽ tát ngươi thành thịt heo. Muốn đánh nhau phải không? Đến đây, thua thì gọi ta là cha. Tam ca, vết thương này của huynh phải dưỡng 7-8 ngày mới khỏi. Nếu muội chữa trị cho huynh, ngày kia sẽ khỏi 7-8 phần. Ta thà nằm đây còn hơn để ngươi chữa. Lông còn chưa mọc đủ đã muốn chữa trị cho người khác. Dù ngươi tinh thông y thuật, vậy cũng là quái vật. Đầu heo mọc thêm miệng heo, phun ra toàn phân heo. Cái miệng danh đầu heo này không qua được sao? Tứ ca, vậy chúng ta đi thôi. Vừa rồi có rất nhiều người nói, đầu heo của Tam ca xấu đến mức không ai ăn nổi cơm. Ban đêm còn gặp ác mộng. Nửa đêm có khi nào một con yêu heo bò vào tìm muội không? Muội sợ lắm. Quái vật còn dám chơi ta, thật là vô lý. Y yên tâm, ta đảm bảo sẽ đánh con yêu heo đó một trận, rồi lột từng miếng da và thịt của nó ra. Tam ca yên tâm, họ sẽ không nói chuyện biến huynh thành yêu heo ra ngoài đâu. Ta lại bị đứa trẻ uy hiếp sao? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngày kia ta chữa khỏi, sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Nằm. Châm, ngươi muốn đâm ta, châm cứ mới nhanh khỏi. Đừng lại đây, ra ngoài. Tam ca, huynh không còn là trẻ con nữa, sao có thể sợ đau? Lão tử không sợ đau, đừng lại đây. A, à, Tam ca bị ta dọa ngất rồi sao? Hắn sợ kim nhất, hóa ra Tam ca sợ kim. He he, Tứ ca nói, trên phố Khánh Phong vì giày vàng mà xảy ra sự kiện dẫm đạp, 22 người bị thương, 4 người tử vong. Tam ca làm ác như hổ, hại chết nhiều người, đáng phải chịu hình phạt.
Ngươi làm gì thế? Châm cứu mà. Nhanh rút kim ra, Tam ca, ta đang chữa trị cho huynh đây. Bây giờ mà rút kim, huyết mạch sẽ nghịch hành. Sau này không thể đứng mà tiểu tiện được nữa. Sẽ trở thành đại cô nương mất, ha ha ha. Đừng để ta tỉnh lại. Để ta chết đi. Sao ta có thể để Tam ca chết được? Lão tứ, cho ta một cái chết nhanh chóng. Giết ta đi. Ta không muốn khỏi. Ta muốn chết, hắc bạch vô thường. Mau đến mang ta đi đi. Cao Mama mang đến một đôi phù thê trung niên, lại nói rằng họ là phụ mẫu của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa hoảng hốt. Tiếp theo, Tam công tử đã tỉnh lại. Khuôn mặt của huynh đã bớt sưng nhiều rồi. Nghe nói Tam công tử bị tiểu quận chúa đánh thành như vậy, ta đau lòng quá. Huynh muội ruột thịt sao có thể ra tay như vậy được? Lúc đó nó không biết thân phận của ta. Tam công tử nói đúng, nhưng tiểu quận chúa không đến xin lỗi thì thôi. Sao lại không đến thăm Tam công tử? Liên Nhi cũng bị thương. Nếu không, lão nô đã để Liên Nhi đến chăm sóc Tam công tử. Liên Nhi sao lại bị thương? Liên Nhi tự mình không tốt. Không xin phép tứ công tử, đã ăn bánh hoa hồng do tiểu quận chúa làm. Sau đó Liên Nhi đau bụng, nghi ngờ bánh đó không sạch. Tiểu quận chúa không phân biệt trắng đen đã đánh Liên Nhi. Chẳng phải chỉ là một miếng bánh thôi sao? Lão tứ có cần phải vậy không? Con quái vật đó dựa vào sức mạnh thiên bẩm mà đánh người, đánh cả Liên Nữ ngoan ngoãn đáng yêu. Nói cho cùng vẫn là Liên Nhi sai. Liên Nhi là cháu gái của lão nô, xuất thân thấp hèn, làm sao có thể so sánh với tiểu quận chúa? Kim Chi Ngọc Diệp, Liên Ngũ là chúng ta nuôi lớn, ta như muội của mình, đó là phúc khí của Liên Nhi. Liên Nhi thích nhất là quấn quýt bên Tam công tử. Tam công tử cũng đối xử tốt với Liên Nhi, nhưng Tam công tử ngàn vạn lần đừng vì Liên Nhi mà trách mắng tiểu quận chúa. Liên Nhi không chịu nổi, ta có chừng mực, phải điều tra rõ lai lịch của con quái vật đó. Bẩm công tử, Lý Nhị Cẩu và Kim Phu Nhân cuối cùng cũng khai nhận, nói rằng có một người áo đen che mặt tìm họ làm việc, mỗi nhà được 500 lượng, nhưng họ không biết thân phận của người che mặt đó. Vô ảnh, ngươi dựa vào manh mối ít ỏi này tiếp tục điều tra. Tiểu tài tài, ta dẫn muội đến một nơi bí mật. Tứ ca, huynh muốn tặng ta một món quà bí mật sao? Xem như là tặng muội một món quà, chỉ là không biết muội có thích hay không. Quà của tứ ca tặng, dĩ nhiên là muội thích rồi. Tiêu Cảnh Từ ra lệnh cho gia nhân mở rộng phòng thuốc cũ, phòng thuốc rộng gấp 3-4 lần, hơn 100 loại dược liệu bày biện khắp nơi. Tứ ca, nhiều dược liệu như vậy, muội thích lắm. Sau này muội muốn chế thuốc gì có thể đến đây. Hai nha đầu đó sẽ giúp muội. Vậy hai vị tiểu tỷ tỷ đó biết nhiều dược liệu như vậy sao? Sau này muội muốn chế thuốc gì có thể đến đây. Họ sẽ nhận biết dược liệu. Muội có thể dạy họ. Tứ ca, sức khỏe của huynh sau này muội sẽ lo liệu. Sau này nhờ cậy cả vào y. Tứ ca cười lên còn đẹp hơn hoa đào. Tứ ca phải thường xuyên cười nha. Được, Tam công tử. Hay là đợi tứ công tử và tiểu quận chúa đến rồi nói. Bà Cao nói chắc là đứa bé này. Chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như vậy. Nếu bắt đem bán vào nhà giàu làm nha hoàn, hoặc bán vào ký viện, ít nhất cũng được 600-700 lượng, lợi to rồi. Bà Cao, phụ hôi từ cống rãnh ngươi cũng dám vào. Vương phủ, lão nô thấy hai người này lén nút ở cổng, lo sợ họ bất lợi cho người trong phủ, nên sai thị vệ bắt trói họ lại. Quản gia hứa tra hỏi họ, nhưng miệng họ cứng rắn lắm, không nói gì cả. Tứ công tử, Tam công tử, ta luôn cảm thấy hai người này có mưu đồ. Quan lớn lưu của phủ Kim Triệu tự khắc sẽ dùng hình bức cung. Hà tất phải phiền phức như vậy? Nghiền xương hay băm thịt, chọn một. Ừ, vậy thì nghiền xương đi. Người đâu, dọn dẹp. Y, con không thể nhìn mẹ chết được. Cứ mẹ đi. Phu nhân này là mẹ của tiểu tài tài. Đừng có nói bậy. Đây là tiểu quận chúa của vương phủ chúng ta. Mẹ ruột của tiểu quận chúa là vương phi của chúng ta. Người nhận ra đứa bé này? Tiểu nhân nuôi nó 5 năm. Sao có thể không nhận ra? Người nuôi nó ở đâu? Ở vùng núi, tiểu nhân tên là Hòa Thân. Nó là con của ta, tên là Kim Tam Điều. Tiểu nhân sống ở hạ lưu sông Ngọc Đới 7-8 năm. Ta nhặt được y bên bờ sông. Không phải nói đứa bé này lớn lên ở chùa trên núi sao? Ngươi nhặt được y khi nó bao nhiêu tuổi? Khoảng 5-6 tháng. Lúc đó, trên người y có vật gì quý giá không? Lúc đó nó mặc áo vải thô, không có gì trên người. Tiểu nhân thấy y có tướng mạo đẹp, nên nuôi dưỡng nó. Muội nhận ra họ không? Y không nhận ra họ. Y, sao con có thể mở mắt nói dối? Ta nuôi con 4-5 năm, nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp. Giờ ngươi vào vương phủ tiêu, biến thành tiểu quận chúa, mà không nhận cha mẹ nuôi nghèo hèn nữa sao? Ta đã nói rồi,
đứa bé này là con sói mắt trắng nuôi không quen. Ta không nhận ra các ngươi. Các ngươi không thể vu khống ta. Lúc đầu ta đã không đồng ý. Kế hoạch nhận thân của ngươi ở vương phủ, bán y vào nhà giàu, ít nhất cũng được vài trăm lượng. Ngươi im miệng, nhận thân ở vương phủ. Là các ngươi bảo đứa bé này đến vương phủ nhận thân sao? Không, công tử nghe nhầm rồi, không nói sao? Vậy thì nghiền xương hầu hạ. Họ nghe nói tiểu quận chúa của vương phủ Tiêu bị mất tích, thấy Y và tiểu quận chúa chạc tuổi, nên nảy ra ý định nhận thân. Chỉ cần Y trở thành tiểu quận chúa, là có thể sắp xếp họ vào vương phủ làm việc, cả đời không lo lắng nữa. Dám nhắm vào vương phủ Tiêu, ta sẽ chặt tứ chi các ngươi, để các ngươi nằm cả đời không lo lắng nữa. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có tội. Y mau quỳ xuống dập đầu tạ tội, không thì chúng ta đều phải chết. Tứ ca, bà nói dối. Bà ta vu khống ta. Người nói người có lý, kẻ nói kẻ có lý. Vậy phải làm sao? Các ngươi làm sao chứng minh các ngươi đã nuôi nó? Vừa mới đây thôi, tiểu hài tử này lại dám đánh tàn phế. Cha mẹ nuôi dưỡng nó 4-5 năm trời. Các ngươi làm sao chứng minh được đã nuôi lớn nó? Hàng xóm láng giềng của tiểu nhân đều có thể làm chứng. Lão Từ, phái người đi tìm hàng xóm của bọn họ. Không cần đâu, tứ ca. Huynh không tin muội sao? Tứ ca tin y. Tứ ca sẽ khiến bọn họ lộ nguyên hình. Nhiều nhất là nửa canh giờ, tiểu tiện chủng này sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Nhận thân ở vương phủ phải có tín vật. Ngươi bảo y lấy tín vật gì để nhận thân? Đương nhiên là có tín vật. Tín vật là một chiếc khóa trường mệnh, là tiểu nhân tặng cho y. Khóa trường mệnh bằng bạc trắng là của ta, không phải ngươi tặng ta. Năm xưa vương gia làm cho tiểu quận chúa một chiếc khóa trường mệnh, là vàng khảm ngọc, tinh xảo hoa mỹ, giá trị không nhỏ. Tiểu tiện chủng này cầm một chiếc bằng bạc để mạo nhận. Ôi, cười chết mất thôi. Y, khóa trường mệnh là ta bỏ một lượng bạc mua. Ngươi là một đứa trẻ bú sữa, làm sao có khóa trường mệnh? Ngươi nuôi dưỡng 5 năm. Ngươi nuôi dưỡng hắn 5 năm, hẳn là biết trên người hắn có vết mất nào chứ. Hỏng rồi, ta lại quên mất điểm này. Tứ công tử tâm tư cẩn mật, chắc chắn sẽ hỏi những câu tương tự. Tứ ca chắc chắn không biết ta có vết mất ở đây. Ồ, đúng rồi, Y có vết mất đỏ trên cánh tay trái, là một vết mất màu đỏ. Tên ngốc này tự khai ra, ngươi chắc chắn đó là vết mất màu đỏ. Chắc chắn. Chiếc khóa trưởng mệnh này là ngươi mua. Bằng bạc, trị giá một lượng bạc. Sao lại là vàng khảm ngọc? Tiểu nhân nhớ nhầm rồi. Không phải bạc, nhưng đúng là mua với giá một lượng bạc. Chiếc khóa trưởng mệnh vàng khảm ngọc này trị giá 1.000 lượng. 10.000 lượng cũng không mua được. Đây là khóa trưởng mệnh độc nhất của phủ Tiêu Vương. Ngươi mua ở âm ti địa phủ sao, tiểu nhân? Tam ca, ta lừa bọn họ. Bọn họ là kẻ lừa đảo, là đại ác nhân. Tam ca thật lợi hại, còn có thể lợi hại hơn. Tứ ca không lợi hại sao? Tứ ca tất nhiên là lợi hại nhất. Hỏng rồi, việc này sắp xếp tính kẽ không kẽ hở. Không ngờ tiểu tiện chủng này chỉ vài câu đã vạch trần, cùng thất nương bọn họ thật sơ suất. Bà nội chẳng phải nói không có sơ suất sao? Dù hắn không nhận con bé kia, hắn cũng không cho phép người khác bắt nạt nó. Vừa rồi hắn bị vu oan trông rất đáng thương, khiến hắn đau lòng. Dám vu oan phủ Tiêu Vương, người có gan vu mật gấu sao? À, đau, đau, đau. Ha 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 ha. Công tử tha mạng, tiểu nhân không dám nữa. Nếu tiếp tục đuổi nữa thì sẽ tuyệt tử tuyệt tôn mất. Ai chỉ đạo của các ngươi thế? Kim Tam Điều và Hòa Thân Nương đau gần nhất cũng không chịu khai. Cao Mụ Mụ lòng đầy sợ hãi, cố gắng không để lộ sơ hở. Bà ta tự tin hiểu rõ bốn vị công tử, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tàn nhẫn của họ. Thủ đoạn của họ độc ác hơn nhiều. Hai người này đã bắt cóc hơn 20 đứa trẻ, đánh đập hơn 10 đứa. Tội ác không thể tha thứ, tội lỗi chồng chất không kể xiết. Chắc chắn rất đau đớn nhỉ? Ta giúp các ngươi xoa bóp nhé. Giọng nói ngọt ngào của tiểu hài tử phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi của Hòa Thân Nương. Tiểu quận chúa, người vừa đẹp vừa tốt bụng, cứu tiểu nhân với. Người đáng thương hay những đứa trẻ kia đáng thương? Tiểu nhân đáng thương. Không phải, những đứa trẻ kia cũng đáng thương. Còn ngươi nữa. Y học theo hai vị huynh trưởng, chân nhỏ quay vòng, tiếng kêu thảm thiết như muốn lên trời, khiến hai vị huynh trưởng dùng mình. Tiểu tử vừa ngoan vừa ngọt ngào cười không ngớt. Nếu các ngươi không khai ra người chỉ đạo, các ngươi sẽ bị chó sói nhà ta cắn chết. Chó sói còn sẽ ăn từng miếng thịt của các ngươi. Ồ, ý kiến này hay đấy. Gọi chó sói đến, Hòa Thân Nương. Kim Tam Điều sợ hãi đến hồn bay phách lạc, cuối cùng cũng khai ra. Nghe nói phủ Tiêu Vương tìm lại tiểu quận chúa, lại thấy tiểu quận chúa trên phố, nhận ra nàng chính là cô bé gặp ngoài cổng thành trước đây, nghĩ ra cách này để đến vương phủ kiếm trác.
xương đầu gối của bọn chúng đã vỡ nát, chân đã phế rồi, lại cắt đứt gân tay của chúng, đưa đến phủ Kim Triệu nhờ đại nhân Lưu thẩm tra, để loại bỏ một khối u ác tính lớn của kinh thành, cũng coi như là công đức. Ý kiến hay đấy, để chúng sống dở chết dở trong ngục, đưa bọn chúng đi, đưa đến phủ Kinh. Cao Mụ Mụ, bà nghĩ có ai chỉ đạo bọn chúng không? Lão Nô không biết, thật sự không dám chắc. Tứ ca, huynh đừng dọa Cao Mụ Mụ. Cao Mụ Mụ tuổi đã cao, nếu bị dọa sợ mà thất tiết thì sẽ bẩn thỉu lắm. Những người khác trong phủ sẽ chỉ trỏ bà ấy. Ta đâu có sợ hãi, ta không thể thất tiết. Còn nhà đầu thú này luôn nói ra những câu khiến người ta dở khóc dở cười, thủ đoạn tàn nhẫn của nó rất hợp với ta. Bọn chúng không khai không có nghĩa là bà không làm. Tứ công tử, ý của ngài là gì? Lão Nô nghe không hiểu. Cao Mụ Mụ đã sống an nhàn nhiều năm, đầu óc bắt đầu thoái hóa rồi nên mới không hiểu. Chúng ta không thể trách Cao Mụ Mụ đâu. Ý, muội muốn xử lý thế nào? Các đại phu đều biết, làm việc nhiều có thể giảm thiểu thoái hóa đầu óc. Cao Mụ Mụ buổi sáng giặt đồ, buổi chiều cọ sạch toàn bộ mộ trong phủ, bận rộn sẽ giúp cường thân kiện thể có được không? Cái này lão Nô đã nhiều năm không làm việc nặng, chỉ sợ không làm tốt việc này. Nhưng lão Nô sẽ cố gắng. Bốn vị công tử nhà Tiêu đều không ngốc. Cao Mụ Mụ dẫn hai kẻ lừa đảo vào phủ, mục đích không đơn giản. Hai ngày nay bà ta cố ý nhắc đến chuyện nhà đầu thối, liên kết với việc vừa rồi. Cao Mụ Mụ đã chuẩn bị rất nhiều trước mặt ta, chẳng phải đến lúc xảy ra chuyện mong ta giúp bà ta một tay sao? Bà ta làm vậy rõ ràng là muốn đuổi nhà đầu thối ra khỏi phủ, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Cao Mụ Mụ, bà hãy ở dưới điện suy nghĩ kỹ, không có sự cho phép của ta không được vào chủ viện và nội viện. Tứ công tử, lão Nô oan uổng. Lão Nô không làm, ngươi có làm hay không? Trời biết, đất biết, ngươi biết, chỉ cần bà suy nghĩ kỹ, cải tà quy chính, không chừng Tứ công tử sẽ mềm lòng. Cái tôn nữ này lại giăng bẫy cho tiểu quận chúa, còn đạo đức trói buộc, tiếp nối tập trước đều là do tiểu nha đầu kia. Nếu không có nó, phủ đệ cũng không loạn thành như vậy, Cao Mụ Mụ cũng sẽ không trở nên xấu xa như thế. Ôi, thật phiền lòng. Tam ca, tam ca, sao ngươi không nằm yên dưỡng thương? Muội nghe nói nãi nãi bị phạt xuống hạ viện làm việc nặng, không thể trở về chính viện. Nãi nãi đã lớn tuổi, trước đây chăm sóc các công tử mà để lại bệnh cũ, bệnh tật thường xuyên tái phát. Nãi nãi làm sao chịu nổi? Muội đừng lo, ta sẽ nghĩ cách. Tam ca đối với nãi nãi và liên vụ tốt nhất. Cảm ơn tam ca, ta đưa muội về. Tam ca, nãi nãi không có ở đây, một mình muội sợ lắm. Chỉ cần tam ca ở bên liên vụ sẽ không sợ. Tiểu quận chúa vừa trở về, tứ ca liền ghét muội. Muội có làm sai gì không? Tam ca, muội có thể sửa đổi, nhưng muội không biết mình sai ở đâu. Muội không sai. Liên vụ tiểu tỷ tỷ, tứ công tử, tiểu quận chúa, liên vụ, vết thương của muội chưa khỏi. Ngồi xuống đi, muội đứng là được rồi. Liên vụ tiểu tỷ tỷ nên nằm mà tĩnh dưỡng. Tam ca, huynh nên đút cơm cho tỷ ấy. Đường đường là tam công tử của Tiêu Vương phủ, phải đút cơm cho một nha hoàn. Nha hoàn này chắc là muốn lên trời. Ý nói là liên vụ, kẻ hầu không có tư cách ngồi cùng bàn. Liên vụ mới chỉ 6 tuổi, ngươi cần gì phải vậy? Trước đây liên vụ cũng cùng chúng ta dùng bữa mà. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Liên vụ là muội muội của ta, ta muốn muội ấy ngồi cùng bàn ăn cơm. Quản gia hứa, trẻ đôi cái bàn này ra. Như vậy tứ ca và tam ca sẽ không cãi nhau nữa. Tiểu quận chúa, tam ca thương xót ta không có nãi nãi chăm sóc. Người có trách thì trách ta, đừng trách tam ca, cũng đừng làm tổn thương tam ca. Ngươi làm sao biết ta trách tam ca? Ngươi chui vào bụng ta làm run sao? Tam ca cho ta tạm trú trong phòng huynh ấy, chỉ vì thương xót ta. Tiểu quận chúa đừng hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi quyến rũ tam ca sao? Hay hiểu lầm ngươi nói xấu ta? Làm sao có thể? Liên vụ tiểu tỷ tỷ, ta sắp đói là rồi, ta muốn ăn cơm, không rảnh nghe ngươi nói chuyện. Người ăn cơm, hồn ăn cơm là người trên người. Hôm nay không ăn cơm, ngày mai sẽ không bằng người khác. Tiểu quận chúa, nãi nãi thường xuyên bệnh tật tái phát, thật sự không chịu nổi. Nhìn vào việc nãi nãi chăm sóc bốn vị công tử, tha cho bà một lần, ta xin ngươi tha cho nãi nãi một lần. Ta có thể làm trâu làm ngựa để ngươi sai khiến, nếu ta không đồng ý, chẳng phải ta trở thành kẻ xấu sao? Tiểu quận chúa nhân mỹ tâm thiện, như thỏ trắng nhỏ, người vật vô hại, chắc chắn sẽ đồng ý, phải không? Nếu tiểu tiện chủng không đồng ý, tam ca,
Tứ ca sẽ nhìn rõ bộ mặt độc ác của nó. Nếu nó đồng ý, nãi nãi sẽ được cứu. Tâm cơ của Liên Vũ ngày càng sâu. Liên Vũ sao lại trở nên thâm hiểm như vậy? Tiểu nha đầu chỉ biết giả ngốc, giả điên, giả ngây. Sao đấu lại được tâm cơ của Liên Vũ? Ta muốn cứu Cao Mụ Mụ, cũng muốn cứu ngươi, nhưng chỉ có thể cứu một người thôi. Cứu ta. Tại sao tiểu kiện chủng không đi theo dự định của ta? Y thuật của ta rất tốt, đã chữa lành vết thương cho Tam ca. Không tin ngươi hỏi Tam ca xem. Ta có thể chữa lành nội thương của ngươi, ngày mai sẽ không đau nữa, 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Ngươi muốn ta cứu ngươi hay cứu nãi nãi của ngươi? Đạo đức trói một chiêu này, ta cũng dễ dàng sử dụng. Tiểu quỷ tinh quái nhìn sai rồi, tiểu nha đầu mới là kẻ tâm đen. Cứu ta, Tam ca. Ta cứu ngươi hay cứu nãi nãi của ngươi? Ngươi hãy nghĩ kỹ. Ta không muốn nãi nãi vất vả như vậy. Nhìn hắn nước mắt lưng tròng, Tiêu Cảnh Dịch vô cớ bực bội. Trước đây hắn thấy hắn như hoa lê đẫm mưa chỉ thấy đau lòng, nay so với tiểu nha đầu đáng yêu kia, thật là trời vực khác biệt. Ngươi muốn cứu nãi nãi của ngươi, lại muốn bản thân khỏe mạnh, nhưng thường không thể vẹn cả đôi đường. Tiểu quận chúa, xin người hãy phát lòng từ bi cứu giúp chúng ta. Ta và nãi nãi nguyện làm trâu làm ngựa, để báo đáp ân đức của người. Nàng là cháu gái ruột của Cao Mụ Mụ, Cao Mụ Mụ đã hết lòng chăm sóc nàng. Nàng nên hy sinh bản thân để cứu nãi nãi. Sự ích kỷ của Liên Vũ thật rõ ràng. Ta có thể cứu các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Nãi nãi ngươi không phải làm việc nặng nhọc, qua vài ngày ngươi khỏe lại, các ngươi phải rời khỏi vương phủ về quê sinh sống. Ngươi có đồng ý không? Về quê, cha mẹ đều không còn, các thân thích khác cũng. Ta và nãi nãi về quê thì làm gì? Ngươi không đồng ý sao? Không phải, chỉ là Liên Vũ, ngươi về phòng trước đi, ta sẽ sai người mang thức ăn tới. Ta nói sai điều gì sao? Tam ca, chuyện này là sao? Cổ họng của Tiêu Cảnh Dịch nghẹn lại, ruột gan cũng nghẹn, mạch máu cũng nghẹn, khắp nơi đều nghẹn. Liên Vũ không muốn về quê sống nghèo khổ, chẳng phải là tham luyến cuộc sống giàu sang trong vương phủ sao? Hắn tưởng rằng Liên Vũ đơn thuần ngây thơ, đối với hắn là chân thành thực lòng, nhưng không ngờ rằng Tam ca, ta không nỡ rời xa huynh, không nỡ rời xa nhị ca, tứ ca và nãi nãi cũng không nỡ rời xa các huynh. Ta và nãi nãi coi Tam ca, tứ ca và nhị ca như người thân, coi vương phủ như nhà, không nỡ rời xa. Đứng lên đi, đã ăn hết cá, tôm, thịt rồi. Ăn nhiều như vậy chứng tỏ tâm trạng tốt, bây giờ lại khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương. Tối nay, y đang sắp xếp hàng trăm loại dược liệu trong phòng thuốc, lấy ra những dược liệu cần thiết để ngày mai chế thuốc. Tiêu Cảnh Từ và hai nha hoàn giúp đỡ. Một canh giờ sau, tiểu quận chúa ngủ gục khi đang ngồi. Tiểu quận chúa ngủ trông thật đáng yêu. Tiểu quận chúa thật thần kỳ, ngồi mà cũng ngủ được. Các ngươi cũng đi nghỉ đi. Tiểu quỷ này năng lượng dồi dào, nhưng một ngày cũng tiêu hao nhiều sức lực, mệt rồi. Tiêu Cảnh Nhất nhìn thấy tiểu quỷ đang tựa đầu vào vai hắn, gương mặt bầu bĩnh bị ép bẹt, tròn trịa, thật là đáng yêu quá đi. Nhất Nhất ngay cả trong mơ cũng không quên mỹ thực. Tứ ca, huynh hãy chữa trị cẩn thận. Giống như ta, ngủ cũng nhớ đến ăn. Sự việc dẫm đạp ở phố Khánh Phong gây nhiều thương vong. Ngươi hãy cẩn thận kẻ có lòng dạ xấu xa đối phó ngươi. Ta đang buồn chán vô cùng, đến phủ Kinh Triệu, giải khuây cũng không tệ.